Hiệp 4 nha anh em. Hiệp 4 của ngày mùng 5 tháng 5. Thì số điện thoại của shop là 0911337139. Hiệp 4 em lên cho anh chị em một ít quần. Quần không có mất công, anh chị em lại nảnh bảo là bán áo không bán quần. Đây là cái quần của Hướng Đào Sinh, chất vải kaki mát nha anh em. Chất vải kaki này nó mát, 4 túi. Nó là 4 túi, 2 túi bên hông và 2 túi mổ xong mông. Rồi, con này hơi bự một chút, bụng 110. Bụng 110, mới 98% luôn á. Dài 114. Mẹ mày đi ra ăn cơm nha. Rồi, trước đây. Chúc mẹ ăn. Con này là khỏi phải báo cáo vì nó mới. 300.000 mã 19. 300.000 mã 19. Tiếp một quần Tiger, hay còn gọi là cọc, hay còn gọi là thủy quân lục chiến. Chất vải kaki nha anh em. Con này cái màu của nó như vậy cho nên là anh em đừng có hiểu nhầm là nó cũ nha, mất một cái cúc. Nhưng mà con này cũng tầm được 92-93% nữa thôi. Tem của nó thì nó cũng sợt sợt rồi nè. Tem nó cũng bắt đầu mờ chữ rồi. Tem bên này thì vẫn còn ngon lành. Mark in USA của Mỹ ha. Cái bụng của nó thì là bụng 76. 76 mà cài nút lại thì 74 là vừa đẹp. 6 túi hộp có bò mông. Dài quần là 98. Anh em nhìn khúc này là đều đẹp hết này. Nói chung là nó xuống đều màu. Không bạc quần cũng không. Chỉ có bị một góc này này, mới có dấu hiệu một góc này nó hơi trắng một chút thôi. Còn tất cả là ok. Chỗ này nó bị lủng một chút nữa này anh em này. Có nghĩa là nó bị nổ một chút ạ. Đây nữa này. Dưới like thì mất dây rút rồi. Rồi. Ổn hết nha anh em. Bên này đẹp trai lắm, chỉ có bị đằng trước thôi. Rồi con này em kêu là 93%. 700.000 mã 20. Anh em chốt 700.000 mã 20. Một quần lá cây rừng nữa này anh em. Hồi nãy có áo thun, giờ có quần này. Quần này là bụng 96. Căng hết cỡ là được 98. 6 cái hộp nha anh em. Có dây đôn ở bên eo này, có đôn ở bên cặp lưng à. Dài quần là 110. Đó, cái phần mông này ít nhất nó ngồi rồi nó phải bạc hơn những chỗ khác một chút á. Cho dù mình nhìn không thấy nhưng mà nó vẫn bạc hơn một chút. 6 cái hộp quần này rất là bụi luôn á. Quần xài bằng dây kéo nha em. Rồi xong. Con này cũng cho 94% luôn. 300.000 mã 21. 300.000 mã 21. Tiếp một con quần này lá nho. Lá nho nhưng mà quần của thằng bắn tỉa. Anh em nhìn thấy cái bả gối của nó nhô ra không này. Cái phần bả gối này nó khác hẳn những bả gối khác à. Quần này thì thằng bắt tỉa nhưng mà không biết nước nào ấy. Không biết nước nào hết anh em. Cái tem của nó này. Chất vải caro. Con này là cũng 94. Mới 98. Dài 106. Có bà mông đàng hoàng ha. Nó y chang như cái con bắn tỉa màu ô liu mà hôm rồi em có like ha. Con này 400.000 mã 22. Nó y chang con bắn tỉa này này. Nó y hệt cái con bắn tỉa này này. Đó, nó giống con này. Nhưng mà cái bả mông con này thì lại không có vuông. Con này bả mông của nó không vuông thôi. 400.000 mã 22. Tiếp một cái quần này là quần bay.
hay còn gọi là quần này kháng lửa nha anh em, màu xanh như bộ đội như kiểm lâm Việt Nam á. Nhưng mà quần này bẩn cực mát này, nó là chất vải của thằng quần bay, thằng của Mỹ á. Con này là bụng có 76 à, chất vải nó đã lắm, dài 112, hai túi hộp sau mông, nói chung là nó túi hộp túi lồi hết à, mới 97-98% luôn. 32 mã 32 800.000, con này cực đẹp, đắt nha anh em, con nói chung tiền nào của đấy thôi. Tiếp một quần này multicam, quần multicam, quần này của thằng anh, của anh. Quần này bụng 100 nha anh em, mới 98% luôn ạ. Dài 110. Quần này anh nghe là, quần này anh nghe là của Trung Quốc á này. Bởi vì cái tem vàng này là có hai nước, một là Anh và hai là Trung Quốc. Hai cái tem này nó giống nhau, mà cái tem nó sờn như thế này rồi ai mà đọc cho được. Ôi em cứ bán nửa nạc nửa mỡ nha, mới 98% nha em. Con này mã 24 300.000, mã 24 300.000, 24. Tiếp một cái quần bắn tỉa của Mỹ này, quần bắn tỉa chất vải kaki thì nó có cái bả gối ở đây nha em. Thường cái thằng dòng bắn tỉa này thì lại có bả này. Rồi con này là bụng 90, bụng 90, dài 110. Bắn tỉa thì đều có cái phần dán ở đằng sau này để nó ôm ngay cái đầu gối nha em. Như hôm rồi em có thanh minh với em là tại sao quần M65 có cái dây ở trong đó, nó ôm cái gối lại như vậy cho nó đẹp này. Đây có một cái mỏ bằng nhựa nữa, bằng mũ mà nó mất tiêu rồi. Cái dòng bánh tỉa lúc nào nó cũng đắt. Mà hôm rồi anh em có anh em hỏi bảo là sao quần M65 lại có cái dây ở trong cái túi to này này, thì là nó dùng để nó buộc cái đầu gối lại như vậy này, để gọn gàng khi ra chiến thuật là không vướng mắc, gọn gàng, vừa nhanh vừa lẹ. Rồi cái bụng là 90 size medium ha, dài 110, sông mông đều đẹp nha em, nói chung con này đều đẹp. Đẹp nhưng mà ở ngay cái đụng này này, ở ngay dưới đụng nó bị sượt, anh em nhìn thấy ở ngay cái đụng nó có thêm sông, như kiểu mình võ thuật á, học võ thuật còn một phần nối ở dưới cái đụng này nữa nè, cái đụng nối để dễ bay nhảy. Rồi ở dưới này nó bị sờn này, nó lủng luôn á, nó bị lủng luôn ở đây này. Anh em mà bận con này là phải lót một miếng vải trong, mạng dằn ở dưới, dằn cho nó chắc, không có nó ra ngoài. Con này mã 25 500.000. Thông thường con này em bán đến 900.000, 800-900.000. Nhưng mà con này nó bị lỗi như vậy em bán 500.000, mã 25. Hồi nãy em like Sumi rồi nè, Sumi có cái quần của anh này nè. Anh em mua có áo rồi giờ mua quần nha. Rồi con này là bụng 76, chất vải kaki dày nha anh em. Dài của nó là 94. Quần thì đều đẹp nhưng mà nó hơi nhỏ, dây chạc đầy đủ ha. Anh em lưu ý con này rất là nhỏ này, mới 97-98%. Con này mã 26 250.000. Tiếp một con quần rần ri này, vải caro hàng của Mỹ nha em, mất một cái cúc. Rồi bụng của nó là 104, dây chạc đầy đủ à, 104, dài 110,
ở ngay cái gốc túi của nó bị bạc này. Nói chung con này ta tính 90% đi cho nó lẹ, vì con quần này nó cũng bạc màu mông rồi đó. Em lưu ý giùm em nha, mấy cái túi quần này này, mấy cái góc túi này nó bạc rồi này, thấy không? Nhưng mà con này vẫn đang ngon lành. Ở đây bị dơ một chút nữa nha anh em, nó bạc, nó chưa có lủng gì hết. Nhưng mà anh em cũng phải do dự trước khi mua nha, vì em báo đồ mới rồi là cái quần này nó tuổi thọ như thế nào thì em không biết đâu ạ. Một vết dơ, một vết lủng sờn cái nắp túi. Nhưng mà về mình bận lao động thôi thì ok. Đây, sờn nắp túi, lủng một lỗ ngay cúc lồi. Sau, ở dưới này có mấy vết sơn nó dăng dăng lên này. Nói cho con này, mình bận đi uống cà phê á, hàng lỗi mới là hàng chuẩn, chứ không chưa chắc là bận đồ mới kẽn trên người mà là hàng của Mỹ đâu. Con này là mã 27, 270.000. Tiếp một con này nỉ nha anh em, con này là dành cho mùa đông, cực dày luôn. Anh em nào mà cần đến quần này cất vào mùa đông bẩn thì chốt này. Con này của Italia, không phải, của Đức. Con này của Đức, Đức hay Thụy Điển gì đó. Của Đức hay là của Thụy Điển đó. Cực dày nha anh em, ở trong có một lớp nỉ ở trong này. Con này là bụng 82, giãn ra 90, từ 82 tới 90 vẫn ok. Dài quần 106, mới 98%. Nó là cũng có một cái túi hộp ở bên hông này, rồi có một túi mổ hai bên này, xài bằng cúc. Chốt cho em con này 650.000, mã 31. 650.000 mã 31. Ở dưới like này nó bị xùi mất chút đây, em bớt lại cho anh em 100.000, bớt cho anh em 100.000, 500, bán con này 500.000 thôi, bớt 150 luôn. Ai chốt cho em 500.000. Rồi tiếp một cái quần kaki tem vàng anh em. Con này nó dở hơi lắm rồi, nó bạc và nó xấu lắm rồi, không có đẹp nữa. Bụng của nó là 88 anh em. Con này nói chung mua về lao động thôi. Dài 110, đằng sau thì đẹp, đằng sau thì nhìn đẹp đấy. Nhưng mà nó dính mấy cái vết dơ này này, em nhìn thấy mấy cái vết dơ đây không ạ? Đây, dơ này, nó trắng trắng như thế này này. Bên này nó cũng vết trắng ở đây, vết trắng nhẹ nhàng thôi. Đây thì dơ đen đen nữa này, em nhìn thấy đen đen không? Còn phần đằng trước, nói chung là con này nó dơ lem lem như kiểu ông này làm nhiều việc quá, nó dính tùm lum tùm lưa hết, không có báo được hết nha anh em. Em kéo lên cho anh em dòm thôi này, chứ thực sự không báo hết được cái quần này luôn á, vì nó loang loang mấy cái vết đó. Quần kaki tem vàng, ngay cái đầu gối thì nó mòn rồi này, nó còn lủng nữa anh em này, mòn mà lủng nữa nha. Bên túi này nó cũng dơ hầy luôn, thực sự nó cứ loang loang đôi chỗ như thế này, khó mà, đây lủng một lỗ nhỏ, khó mà báo lắm anh em ạ. Rất là khó báo. 350.000 mã 29. Con này thông thường anh em mua là 6-700 hả? Rồi tiếp hai con cuối cùng. Con này là quần bò ha. Này lạc một anh quần bò vào đây nè. Nó là dòng kaki, kaki dày. Ở sau cái tem này này. Con này là bụng 92, bụng 92, dài 100. Con này cái phần gốc này nó cũng hơi bạc nhẹ nha em. Đó, cái túi thì nó quát quát như thế này đây.
túi nó hơi bạc nhẹ ha. Đây nó dính một chút gì đây rồi, cái này keo rồi anh em ơi, keo hay cái gì á, nó dai dai này. Cái này thì có lẽ ra ta, muốn ra, ra không biết, em cầm nó giật giật nó muốn ra rồi. Rồi ngay góc túi này đều nó trắng trắng nhẹ nhẹ thôi, màu xanh đen à. Này nhiều khi mình xài keo nó dính cha đóng. Rồi quần này ta cho là 93%, nó có vấy vít trắng trắng này anh em phải lưu ý nè. Con này em bán giá là 300.000, mã 28. 6 cái hộp đi em, quần này 6 cái hộp luôn ấy. Rồi một con chống cháy ACU. ACU chống cháy. Con này bẩn lâu đồng thôi ha, nó cũng hơi vàng vàng đây một chút này. Hơi vàng vàng hai chỗ này một chút. Con này quần của Mỹ 494. Dây chạc đầy đủ ạ. Dài quần 104. Rồi. Đều đẹp hết nha anh em. Con này đều đẹp hết, chỉ có vì đằng trước này thì anh em nhìn kỹ mới nhìn thấy, anh em nhìn thấy không? Chỗ này nó hơi ố ố một chút, rất là nhẹ thôi. Nhưng mà nhìn tổng quan ở đây này, ở đây mới bị nặng này. Bên này là có đường dơ nó chảy dài xuống đây luôn. Nước vàng vàng nó chảy xuống đây luôn. Rồi con này em bán 250, mã 30. Em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Anh chị em ưng mã nào cứ gọi ngay cho em nha anh em. Có nhân viên bắt điện thoại, rồi em sẽ làm clip tiếp theo cho anh em. Em xin phép chào nha.